trong kho. Tất cả âu lo, tất cả ý nghĩ thừa thãi ta tổng vật trong gò. Tao muốn rock chất và phim to. Chấp mày gangster, giờ bố mày đang đi tìm kho báu chứ bố mày đéo tìm Nemo. Đéo cân đau to buồn lớn tao đéo cân đôi co. Nếu mày không nghe mày cứ việc út việc ôm bò. Mấy thằng phim bé đi ăn cắp thằng phim to. Phim của mày sách lần này chắc chắn là đâm bò. Nhóm 16 con chó trong chuồng để tạo ra một con xoáy trong phường. Không đau không đớn không buồn không có bất kỳ một cảm xúc nào thông thường. Tao có lẽ đã nghe được em tao nếu như lúc ấy đôi mắt lại không lường. Lạm nhập ít thôi mấy thằng ngu bởi vì đây sẵn đấu đéo phải là không lường. Fuck. Tao thấy rap game toàn mấy thằng si đôi. Anh cho tao đốt mấy bộ dàn gì ơi. Tao có khi trap, có khi deal, có những khi tôi. Quá khứ tao từng như mày ICD rồi. Bây giờ mày khốn khó là bước đệm cho những gì mày muốn có. Tao, tao không muốn mày giống nó vì sự trung thành quyết định cái giống chó. Rap tình như con chó giống đi đường ban đêm nhưng mặc áo trong gió. Cút về nhà mà rap lớp nếu không muốn trở thành nạn nhân xấu số. Mấy thằng ngu muốn mình thiên hạ, thằng nào cũng nghĩ rằng mình chính hơn. Những cú đánh này khiến mày xanh cỏ, mình thiên hạ hay là mày mình gôn. Đừng có nghĩ cái kèo này là thơm, mày đái đứng hay là mày đái ngồi. 2024 giờ đang tập chơi vần thì anh em tao đã chơi kinh tế rồi. Hợp nhịp nhàng, đấm vào mồm con vịt vàng. Tao chấp cả bắc kim thang, cấm làm ồn nơi cực tàn. Không ai nghe mày giải thích nên mày không bằng cấp, không việc làm. Điểm chung của mày với cả đồng xu đấy là nằm sấp trên mặt bàn. Cất vào trong kho, tất cả âu lo. Sợ mày ghê nhá. Thích ra ngoài gặp nhau võ thuật đây là lên nhạc để bê rồi. Bảo rằng tao phân biệt vùng miền trong khi anh em tao hai miền Nam Bắc. Toàn bé tuổi nhưng mà toàn sẽ cho năm con chó ngạn. Biết thế nào mới được gọi là cam vắt. Chết dưới tay tao là phúc ba đời. Nhà chúng mày cẩn thận cái tên mình đang nhắc. Đánh giá sau cả năm màn ra mắt tao chỉ thấy là tiền mua nhạc đắt. Chúng mày đeo thắng được nguyên cả mấy ván cược vào đây tao muốn cho vài kiểu. Mày cầm súng vào trong phòng chơi dao nhưng tao rất tiếc phòng mày chơi tài xỉu. Fuck mấy con chó, fuck những thông số mà mày đang đưa ra. Phép vụ